chở anh em nhá. Lên cho anh em con này R40 anh em ha. Máy là bao nguyên zin anh em nhá. Không sơn vá, không dặm ha. Bao zin 100% anh em ha. Màu mè ngoài thì cái áo nó hơi nhăm nhăm nhẹ một chút xíu ha. Nhăm nhẹ một chút xíu anh em ha. Máy này bao đảm bảo zin 100% cho anh em ha. Dây bộ dậy nó còn anh em. Tung nó còn luôn ha. Con này là Kubota R40 anh em ha. Rồi, anh em nào cần liên hệ em nha, 0985927776 Zalo ha, bao ship liên hệ em ha. Rồi con này anh em chốt mình địa giá 6 triệu 2 bao ship ha, 6 triệu 2 rồi. Rồi chào anh em nhé.